Xin chào cả nhà, hôm nay bên La Nghiên nhà em giới thiệu tới mọi người về hai cái thiết bị mới bên em đang cung cấp. Hai cái thiết bị này là chuyên dùng cho các bác độ năng lượng mặt trời, sử dụng độ để Mobihome nhé. Thì hiện tại bên em đang có hai bộ, nó đều là MVVT và nó sẽ có hai chức năng mà sử dụng cho hai mục đích khác nhau. Bộ thứ nhất em giới thiệu tới mọi người đó là cái bộ MVVT 400W này. Bộ này thì có điện áp đầu vào là từ 17V tới 55V và điện áp đầu ra là từ 24V đến 85V. Đấy. Điện áp nó sẽ auto nhận và có thể tùy chỉnh nhé. Ví dụ như là mọi người lạp cho bình ắc quy 24V này, lạp cho bình ắc quy 48V, điện áp lạp đặt sẽ là 57,6V. Đấy. Điện áp đầu vào nó sẽ là từ 17 đến 55. Ví dụ hiện tại ở đây của em đang sử dụng là hai tấm 175W, hai tấm pin năng lượng mặt trời 175W. Điện áp đầu vào của hai tấm này nối tiếp nhau là 32V, dòng điện xuống là 8A và điện áp ra là 51,9V, đang sạc cho bình lithium, nó là sạc cho một cái bình 4850 này. Đấy. Dòng sạc đang là 5A này, dòng điện xuống là 8A và dòng sạc là 5A. Cái mạch này nó có nhiệm vụ là sẽ chuyển điện từ tấm pin năng lượng mặt trời. Bình thường như mọi người độ các cái ô tô Mobihome ấy, thì là cái tấm pin năng lượng mặt trời trên lóc nó rất là nhỏ, nó chỉ khoảng được một vài trăm watt thôi, thì mọi người sẽ sử dụng cái bộ này là phù hợp nhất. Bộ này có cái công suất là 400W đấy, còn nếu như mà bác nào cần tăng công suất lên có thể mua hai bộ thì công suất nó sẽ tăng lên là 800W này. Điện áp đầu vào là của tấm pin năng lượng mặt trời thấp, tức là tối thiểu phải là 17V và tối đa là 55V. Đấy, và điện ra thì nó sẽ là nằm trong giải từ 24 đến 85. Cái này có thể tự điều chỉnh được nhé. Điều chỉnh bằng cách là ấn nút cộng trừ đây này. Đây, em đang điều chỉnh này. Đây, ví dụ điện áp ra đây, đây là 57,6 thì mọi người chỉnh 57,6 xong ấn OK. Đấy, thì nó sẽ nhớ là 57,6. Rồi, chờ một lúc nó sẽ về điện áp thực tế của bình ắc quy. Điện áp bình của bình lithium, bình này là bình 15S nên là nó chỉ là 51,6V thôi. Tí nữa sạc đầy thì nó sẽ tự lên 57,6. Đấy. Khi nào sạc đầy thì các chỉ số nó sẽ về 0 nhé. Còn đây là đang là buổi trưa nắng, bây giờ là 11:30 thì dòng điện xuống đang là 8,12A, 8,13A của tấm Segatech, tấm pin 175W nhé. 36 cell 175W. Đây là hai tấm mắc nối tiếp nhau. Điện áp xuống sẽ là 32,7V. Cũng vào thời điểm này thì hiện tại là với tấm Caladian 390 thì nó đang ra dòng điện là 9A này. Caladian thì nó là dòng công suất lớn, và nó đang xuống là 9A đây. Đấy, công suất này của em đang xuống là 2,76kW này, 2,79kW. Thế còn tấm 170W thì nó sẽ ra được dòng là 8,17A, điện áp 32,6V. Đang lạp cho bình lithium, dòng lạp là 5A, 5,2A. Đấy là thiết bị thứ nhất là chuyên dùng để chuyển điện của tấm pin năng lượng mặt trời, lạp cho bình ắc quy 48V lithium, điện áp lạp đầy là 57,6V. Đấy, và cái điện áp nó có thể điều chỉnh trong giải từ 24 đến 85V. Đấy là điện áp điều chỉnh được. Còn bộ thứ hai cũng là MVVT, nhưng bộ này có công suất là 580W. Cái bộ này có cân nặng là 8 nạng của này. Bộ này có cân nặng là 1,5 cân. Bộ này thì có công suất là MVVT là 580W. Đầu vào input của nó sẽ là dynamo của ô tô nhé. Nó sẽ chạy được cho hai loại dynamo là loại 12V và 24V. Sẽ có một số xe của các bác là chạy 12V là máy chạy ok, và chạy được cho cả dynamo của loại ô tô 24V. Đấy. Thì điện áp đầu ra của nó sẽ là 58V và cường độ dòng điện là 10A. Thì công suất của nó sẽ là 580W. Với cái bộ của dynamo này, cái này là chuyên dùng cho dynamo nhé. Nó sẽ có chân input này, chân ACC. Hiện tại là chân ACC và chân dương là người ta sẽ đấu với nhau ở cái cầu này. Với dòng của chạy cho dynamo của ô tô nhé, thì cái này nó sẽ có chân ACC. Nếu khi mọi người muốn sử dụng chân ACC thì sẽ lấy cái chân ACC là chân mà nó bật nguồn từ vào đây, thì sẽ tháo cái cầu lối này ra. Đấy, thì mọi người sẽ đấu ACC. Khi chân ACC này có điện thì cái cục này nó sẽ hoạt động nhé. Nhiệm vụ của cục này là nó sẽ chuyển điện từ
cái dinamo của cái ô tô chuyển thành điện 58V để nạp cho bình lithium, và điện áp nạp của nó ngắt là 57,6V. Đấy. Và dòng sạc là 10A, công suất sạc là 580W. Đấy. Thì là cái này là nó sẽ là chuyển điện từ dinamo của ô tô chuyển thành điện áp 57,6V với dòng 10A để nạp cho cái bộ pin lithium ở trên ô tô. Đấy. Thì thông thường như các bác chế độ mobile home thì sẽ sử dụng 3 loại. Một loại là sạc từ điện lưới. Sạc từ điện lưới thì bên em cũng có loại là 10A nhé. Loại sạc 10A. Sạc từ dinamo bên em có loại 10A này. Sạc từ tấm pin năng lượng mặt trời thì bên em có loại 400W này. Đấy. 400W như ở đây thì nó đang sạc với dòng là 5,2A. Cái này thì nó cái sạc cho cái này chuyên dùng cho tấm pin năng lượng mặt trời này để chuyển thành điện 57,6V để nạp cho bình lithium. Còn cái cục này là chuyên dành cho chuyển điện từ dinamo của ô tô chuyển để nạp cho cái pin lithium. Đấy là nó có hai loại là hình thức khác nhau. Một loại là chuyên cho dinamo, một loại là chuyên cho năng lượng mặt trời. Còn một cái nữa là sử dụng từ điện lưới 220V. Phòng trừ là ví dụ như là muốn sạc bù thêm từ điện lưới thì có thể về nhà khách hàng cắm điện lưới thì sẽ mua thêm bộ sạc điện lưới. Bên em có bộ sạc điện lưới vỏ nhôm, có điện áp sạc là 57,6 và dòng là 10A. Để em quay cho mọi người xem. Đây là bộ sạc từ điện lưới này. 57,6V 10A, điện lưới là 180 đến 240. Công suất ra là 57,6 10A. Đấy. Đây là bộ sạc từ điện lưới nhá. Thì để sạc cho bộ pin lithium trên mobile home thì hiện tại bên em đang cung cấp 3 loại sạc. Sạc thứ nhất là sạc từ năng lượng mặt trời. Đấy, sử dụng các tấm pin năng lượng mặt trời có điện áp thấp. Ví dụ như là tấm 100W, tấm 150W, 175W, 200W, 250W, ví dụ thế. Nó tùy cái ô tô, có cái ô tô độ được tấm to, có cái ô tô độ được tấm nhỏ. Bình thường các cái ô tô 16 chỗ thì chỉ độ được tấm 175W thôi. Thì sẽ lắp được 3 tấm 175W. Đấy, 3 tấm 175W thì sẽ sạc vào đây. Có thể là lắp lối tiếp nhau. Đấy, hoặc lắp song song, cái cục này đều chạy được hết nhé. Đấy, và điện nó ra là nó sẽ để nạp cho cái bình. Và loại thứ hai là sạc từ dinamo. Cái này sẽ đấu trực tiếp với dinamo của ô tô. Sử dụng được cho hai loại. Một loại ô tô 24V và một loại ô tô là sử dụng mã quy 12V. Đấy. Cái này thì nó lại có chân ACC để tắt bật. Đấy, ví dụ như là khi muốn nó sạc thì là chúng ta sẽ sử đấu vào chân ACC. Cái này bác nào cần thì em hỗ trợ kỹ thuật sau. Thế còn cái sạc điện lưới đây. Đấy, đấy, trong những trường hợp mà xe không chạy, năng lượng mặt trời hết, không sạc kịp thì là sẽ sạc bù bằng điện lưới. Nếu có điện lưới thì sẽ sạc và cổng sạc là 10A. Còn bác nào muốn tăng công suất thì cứ mua gấp đôi đấy nhá, sẽ mua hai cục. Ví dụ muốn sạc từ năng lượng mặt trời 800W thì mua hai cục. Muốn sạc 1160W từ dinamo thì mua hai cục. Mà muốn sạc từ điện lưới là 20A thì mua hai cục nhá. Thế là xong thôi, cứ đấu hai cục là xong. Đấy, còn quan trọng là cái máy phát dinamo thì là cái này là 580W này. Thường thì cái máy phát của động cơ ô tô, cái dinamo của ô tô thì thường nó khoảng 1200W. Hoặc là 1500W, nó tùy loại, có loại 2000W, nó tùy loại ô tô. Đấy, thì các bác tìm hiểu thì sẽ nghiên cứu cái đấy sau. Đây, cái này thì là em đang test này. Cái này nó chạy theo trời nắng nhé. Cái loại này thì nó lại có màn hình, có điện ra điện vào, nó rất là dễ nhìn. Còn cái loại này thì không có gì cả, không có điện ra điện vào. Chúng ta phải lắp thêm đồng hồ, lắp thêm thiết bị đo. Đấy, còn không thì thôi cứ mặc định kệ nó. Đấy. Cái này người ta, hai cái bộ này người ta đều thiết kế theo kiểu kháng nước rồi. Bên trong là nó đổ keo đặc 100% nhé, không tháo ra được đâu mọi người ạ. Nó đổ keo đặc 100%, tản nhiệt tự nhiên, không quạt gió. Bây giờ em sẽ đi test cái này cho mọi người xem. Đây, hiện tại là test nó đây. Em đã đấu một bộ vào đây. Hôm nay thì không có đồng hồ đo ấy, em ra thể chế tạo một cái đồng hồ này. Hiện tại này em đang sử dụng điện để nạp cho cái bộ pin 100Ah này. Đây, điện áp của bộ pin đang là 53,3V. 53,36 và dòng là 00A này. Đấy. Bây giờ bắt đầu nhá. Em điện vào của cái bộ này thì em đang để là 16,3V này. Đấy.
Đồng hồ nó có thể hơi lệch một vài vôn nhé. Điện ra nó đang là 59V này. Đấy. Đây là em chưa chỉnh. Cái này có thể chỉnh được điện, nhưng mà đây nó đang báo 59V, kệ nó đi. Đấy, điện vào điện ra nhé. Điện vào em đang lấy từ bộ pin lithium này là thay cho cái bộ dynamo, vì em không có dynamo ô tô, đây là không test dynamo ô tô cho các bác được. Em test trực tiếp từ cục pin lithium này. Đây em rút ra nhá. Đấy, rút ra nó không vào này, cắm vào này. Đấy, khi cắm vào thì điện áp đầu này nó sẽ là 16,3 này. Điện ra là 59V này. Bây giờ em sẽ tiến hành bật cái automat của cái bình lithium lên để cho nó lạp nhá. Thì các bác sẽ thấy là cái đồng hồ nó sụt áp này. Đấy. Nó sẽ giảm xuống, điện áp đầu ra nó sẽ là 54,4V. Đấy, điện áp nó là 54,4V. Cái này nó đang lệch nhá. Trong phần mềm của em nó đang báo là 53,6. Đấy, cái này nó báo là 54 là nó bị lệch mất hơn 1V. Thì mỗi một thiết bị đo nó có thể hơi lệch nhau một chút, cái đấy không quan trọng. Rồi. Và cái kia bộ này là nó ra 58V mà, nhưng mà nó báo đây là 59. Rồi. Dòng sạc đang là 12A đây. Các bác có thể nhìn thấy là dòng sạc đang là 12A này. Bộ lithium của em đang là 105Ah và dung lượng đang có là 77.160Ah mini AH. Dòng sạc đang là 11,9A. Tức là nó sẽ chuyển điện từ dynamo của ô tô thành điện có dòng 10A để lạp cho bộ pin lithium này. Khi nào bộ pin lithium nó đầy thì điện áp này nó sẽ tăng dần lên, nó tăng tới cái ngưỡng là 57,6V thì nó sẽ ngắt, thì lúc đó là cái cục này nó sẽ không ra dòng nữa. Đấy, còn khi muốn tắt cục này thì sẽ tắt cái chân ACC này đi. Và khi đấu ở đây thì mọi người đấu cho em là nhớ là đấu automat nhé. Tất cả các thiết bị điện nó liên quan là đều phải đấu automat cho nó an toàn, để trong trường hợp là ví dụ nó chạm sập cháy nổ chẳng hạn thì mình có automat mình ngắt đi. Của em ở đây em đang test máy thì em sẽ đấu trực tiếp như này. Còn khi các bác về đấu vào thực tế trên ô tô thì mọi người phải sử dụng automat cho em. Đấy là cái yêu cầu về an toàn về điện. Thì cục này nó sẽ sử dụng được cho là loại hai loại dynamo là 12V và 24V. Không sử dụng cho bình ắc quy nhá, mà chỉ sử dụng cho dynamo thôi. Mọi người nhớ là chỉ sử dụng cho dynamo thôi, chứ nó không dành cho ắc quy đâu. Đấy. Đây, điện áp lúc này đang là 15V này. Điện ra nó đang là 54,9V này. Đấy, trên này nó đang báo là 54V, dòng sạc là 11A đây. Em sẽ lấy đồng hồ đo dòng sạc để đo cho mọi người nhé. Rồi. Đây, đồng hồ của em đang là 00 nhé. Kẹp dòng nạp này, dòng nạp đang là 11,5A này. Đây, đang kẹp dòng nạp đây. Kẹp dòng DC của pin nhé. Dòng đầu vào đang là 45A này. 44,9 và đầu ra nó sẽ là 11,5. Đấy, công suất đang nạp là 11,5. Ví dụ như là một cái bình 100 này mà nạp với dòng 11,5 thì khoảng 9 tiếng nó sẽ đầy nhá. Lạp 9 tiếng liên tục nó sẽ đầy. Đấy là trong trường hợp nó cạn điện 100% đấy thì lạp 9 tiếng nó sẽ đầy. Còn khi nó có điện thì khi mọi người di chuyển trên đường thì cái dynamo nó cái này nó sẽ chuyển điện từ dynamo và nó lạp vào cái bình lithium này. Đấy, đi lâu thì nó lạp đầy, còn nếu mà thời gian di chuyển chậm thì nó sẽ lạp thời gian di chuyển ít thì nó sẽ lạp ít. Tức là bình quân là nó sẽ lạp được vào đây là công suất lạp là 580W, mà nó là công suất của nó là 580W thì nó sẽ lạp vào đây với dòng là 11A. Đấy, thì nó là 580W một giờ, thì cái bình này nó tích được 5120W. Đây, bộ tích điện của nó là 5120W giờ. Thì cứ mỗi 1 tiếng là nó lạp vào đây được 580W thì khoảng 9 tiếng nó sẽ đầy. Đấy là trong trường hợp hết sạch điện. Còn trong trường hợp 50% thì chúng ta chỉ sạc 4 tiếng rưỡi là nó sẽ đầy. Đấy, nó có vậy thôi. Hôm nay em giới thiệu tới các bác là những cái bộ sạc mà dành cho Mobile Home. Đấy, các bác cần tư vấn kỹ thuật thì liên hệ, hoặc đặt mua thì liên hệ Sula Hưng Yên qua số điện thoại là 0987006938. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Em xin phép là kết thúc video tại đây.